Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ hai ngày 7 tháng 6 năm 2021 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 27 tháng 4 năm Tân Sửu, ngày này là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trận, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ. Về ngũ hành niên mệnh, ốc thượng thổ, ngày Bính Tuất, tức can sinh chi, nghĩa là hỏa sinh cho thổ, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, ốc thượng thổ, kỵ tuổi, canh thìn, nhâm thìn, ngày thuộc hành thổ, khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi, bính ngọ, nhâm tuất, thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày tuất, lục hợp với mão, tam hợp với dần và ngọ thành hỏa cục, xung với thìn, hình mùi, hại dậu, phá mùi và tuyệt thìn. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi mậu thìn, nhâm thìn, nhâm ngọ, nhâm tý và nhâm tuất. Tuổi xung trong tháng, tuổi đinh hợi, ất hợi, đinh mão. Vài các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao thìn đức hợp, tốt mọi việc, sao thiên quý, tốt mọi việc, sao thiên tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao tuế hợp, tốt mọi việc, sao giải thần, đại cát, tốt cho việc tế tự, tố tụng, giải oan, trừ được các sao xấu. Và ngày hôm nay là ngày trực tinh, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao địa tặc, xấu đối với khởi tạo, an táng, khởi công, động thổ, xuất hành. Sao trùng tang, kỵ về cưới hỏi, an táng, khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa. Sao tứ thời, cô cỏ, kỵ về an táng. Sao không phòng, kỵ về cưới hỏi. Sao quỷ khóc, xấu đối với tế tử, an táng. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Nam và tài thần, hướng Chính Đông. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 7 tháng 6 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày 7 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Tý đang gặp được ngày của chính quan chiếu mệnh, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn, bạn nên tối ưu lựa chọn hẳn nhiên những điều đơn giản và tự nhiên là rất tốt. Nhưng như thế không có nghĩa rằng bạn làm việc gì cũng tùy hứng, và nếu như bạn đạt được kết quả cao trong công việc thì bạn cần phải thận trọng hơn trong mọi sự tính toán của mình ngày hôm nay. Bạn đừng có để cho mình vướng vào những thứ mà bạn không chắc chắn. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý, bạn lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Đây là cơ hội để cho bạn có thể được thấu hiểu hơn. Và nếu có chuyện gì căng thẳng, bạn đừng có giấu ở trong lòng, mà hãy tâm sự với người ấy. Điều đó sẽ giúp cho bạn cảm thấy nhẹ lòng hơn, và hai người có thể cùng nhau thảo luận, tìm ra cách giải quyết vấn đề sao cho hợp tình hợp lý nữa. Ngày này, xem tử vi cũng cho thấy
Hôm nay với bạn tuổi Tý, bạn đang có được báo hiệu khởi công trăm việc đều tốt, tốt nhất là về xây dựng nhà cửa, cất nhà, chôn cất, cưới gả, trổ cửa, tháo nước, các vụ việc làm thủy lợi, đi thuyền. Vì vậy với bạn tuổi Tý nên sắp xếp công việc cho hợp lý. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, sự khéo léo đã giúp cho bạn lợi thế hơn người khác. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, với những trò mèo của người ta chẳng qua nổi mắt bạn. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, bạn rất biết cách khai thác vấn đề đi đúng hướng. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, bạn không cần tốt với tất cả mọi người và điều này là không thể. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, và dù thế nào đi chăng nữa, bạn cũng cần phải tôn trọng sự thật. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 49, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dần. Tử vi tuổi Sửu thứ hai ngày mùng 7 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ hai này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi Sửu đừng có vì buồn tủi chuyện gì mà giận cá chiếm thớt, lại vô tình nói lời tổn thương mà người đang yêu thương mình hết lòng. Với bạn tuổi Sửu, bạn cần phải biết để nhận ra cái đúng, cái sai của mình, để tránh nói ra những điều vô lý mà và làm tổn thương người khác nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Cái điều này cho thấy với tính khí của bạn mệnh thất thường, dường như bạn mất đi khả năng tha thứ cho những người mà bạn cho rằng là xấu xa. Và khi bạn thấy sự nhẫn nại của mình đã cạn kiệt rồi thì cũng đừng bắt buộc bản thân mình phải cố gắng nữa. Bạn hãy làm những điều mà bạn cho là đúng và khiến cho bạn cảm thấy thoải mái. Và ngày này với bạn tuổi Sửu là ngày mùng 7 tháng 6 năm 2021 và âm lịch là ngày 27 tháng 4 năm Tân Sửu. Ngày này nhân thần ở trong khớp cổ chân, khí xung và xương bánh chè. Vì vậy với bạn tuổi Sửu nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này trong ngày hôm nay. Vài tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, bạn dễ nổi nóng chỉ vì thiếu đi khả năng kiểm soát cảm xúc. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, thu nhập ổn định nhờ có kế hoạch chi tiêu cụ thể. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, thích hợp để mạnh dạn đầu tư hay là kinh doanh. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, có thể lên ý tưởng để mở rộng các khoản thu nhập hàng tháng cho mình. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, đôi lứa có những hiềm khích riêng khiến cho tình cảm bị nhạt nhòa. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 27, số 64, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Dần thứ hai ngày mùng 7 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ hai này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Dần đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, soi đường chỉ lối cho bạn, giúp cho bạn thấy được sự mạnh mẽ, bướng bỉnh có thể mang lại được những gì rồi đấy. Vậy thì khi nào bạn bắt đầu cảm thấy không thực sự thoải mái thì cũng đừng có chịu đựng nữa. Hãy phá vỡ guồng quay cũ bằng một điều gì đó thật mới mẻ và khác biệt. Nó sẽ cho bạn có được cảm giác thoải mái nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày có mộc khí vượng, nhắc nhở bạn mệnh tuổi Dần nên quan tâm nhiều hơn tới vấn đề sức khỏe của mình. Bạn đang có điềm báo rất dễ mắc các bệnh do bị tác động của ngoại cảnh khiến cho thể lực của bạn bị giảm sút. Nếu như lâu nay bạn lười tập luyện thì bạn có thể quyết tâm để thực sự bắt đầu tập luyện trở lại rồi đấy.
Và ngày này xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày mùng 7 tháng 6 năm 2021, tức là ngày 27 tháng 4 năm Tân Sửu. Ngày này được xem là ngày xấu cho bạn tuổi Dần. Vì vậy bạn không nên làm những công việc như là khởi công, động thổ, xây dựng và khởi tạo. Nếu như muốn xây dựng việc gì thì bạn nên tránh ngày hôm nay để tránh xảy ra những công việc phiền phức, rắc rối cho mình. Vài tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, chỉ cần làm theo đúng như kế hoạch là bạn có thể thu được những thành quả như mong đợi. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, bạn có thể đưa ra những lời khuyên hữu ích cho người đang cần. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, nhận được sự hỗ trợ từ mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, chỉ bạn mới thực sự hiểu vấn đề của bản thân. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, hãy quan tâm và giúp đỡ người khác nhiệt tình. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 19, số 21, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Thân. Tử vi tuổi Mão thứ hai, ngày mùng 7 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Mão đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn. Nếu như bạn là thành viên trong nhóm thì bạn hãy chung tay với tập thể thay vì ích kỷ làm mọi việc riêng của mình. Thành công của một hoạt động nhóm là khi tất cả cùng hướng tới một cái đích và nỗ lực để đạt được mục tiêu của cả nhóm. Và ngày này với bạn tuổi Mão, khi cả nhóm có được kết quả tốt thì chính bạn cũng là người được hưởng lợi rất nhiều nữa đấy. Hoặc là tối thiểu thì bạn cũng được học hỏi thêm kỹ năng, kinh nghiệm từ mọi người. Và thực tế là khi bạn không đủ khả năng biết hết được mọi thứ, đây thực sự là cơ hội để cho bạn học hỏi và trải nghiệm. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh trợ lực cho bạn, khơi gợi những niềm khao khát muốn học hỏi trong con người của bạn. Vậy thì ngày hôm nay là ngày để cho bạn học hỏi, khám phá, bồi đắp thêm những vốn sống, vốn hiểu biết, kiến thức cho mình và từ đó trưởng thành hơn bạn tuổi Mão nhé. Vài tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy có động lực làm việc và tinh thần bền bỉ để vượt khó. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa có thể mắc phải những sai lầm khi đưa ra quyết định vội vàng. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ bất ổn, có thể tạo cơ hội cho kẻ tiểu nhân lừa gạt. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc cần phải giữ được sự tỉnh táo để nhìn ra âm mưu của kẻ xấu. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, chú ý ăn uống khoa học, tránh việc căng thẳng thà quá độ. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 33, số 95, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Thìn thứ hai, ngày mùng 7 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn á, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Thìn đang có được báo hiệu rất chú trọng trong việc kết nối, làm quen với người mới khi bạn đang gặp được ngày của tam hội chia chở, và việc này á, sẽ mở ra cho bạn cơ hội về chuyện tình cảm cũng như là công việc làm ăn. Bạn cần phải cố gắng đối xử với mọi người cho thật tốt bằng sự vô tư và thoải mái của mình đang có nữa. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn, bạn lại đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh. Cái điều này sẽ mang tới cho bạn có được những tin tốt lành. Và đây là một ngày để cho bạn tuổi Thìn nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ những người lớn, những người luôn hiểu mình, yêu thương mình. Thế nên với bạn tuổi Thìn, hãy biết nắm bắt lấy cơ hội này và thực hiện mong muốn cá nhân thay vì quay lưng lại với họ và rồi lại trách cứ họ không giúp cho mình được gì.
Ngày này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay lại không được như ý muốn. Có thể vì tình yêu ngọt ngào, lãng mạn của ai đó khiến cho bạn ganh tị. Và bạn tuổi Thìn, bạn nên tự tìm lấy niềm vui riêng cho mình thay vì ganh tị như vậy. Bạn sẽ chỉ mất thời gian và làm tổn thương chính bản thân mình mà thôi. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, chú ý điều chỉnh chế độ sinh hoạt để bảo vệ sức khỏe được tốt hơn. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, với những chuyện cũ có thể gây nhiều phiền nhiễu cho bạn. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán có được cơ hội phát triển quy mô làm ăn. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, cần phải tỉnh táo để tránh xa những lời xúi giục của người đời. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, cần phải quan tâm tới các vấn đề của gia đình mình nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 56, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Tý. Tử vi tuổi Tỵ thứ hai ngày mùng 7 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ ạ, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tỵ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành dần Tỵ tư hại. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Tỵ có thể sẽ bị lạc lối khi bạn đang nghe theo những lời chỉ dẫn sai của những người đang có ý đồ xấu ngấm ngầm hãm hại bạn. Và bạn tuổi Tỵ, bạn hãy rút kinh nghiệm thay vì tức giận và chửi bới, vì việc này sẽ chẳng có ích lợi gì cho bạn cả. Trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ, bạn cũng đang gặp ngày của Tỵ Kim chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn có thể đang gặp khó khăn mà tìm cớ để bỏ bê cuộc sống của mình. Bạn cần phải tập trung vào những mục tiêu của mình và đừng bao giờ từ bỏ hy vọng. Và khi tinh thần của bạn luôn hướng tới mục tiêu với tất cả sự quyết tâm thì sẽ không khó có thể để cho bạn tìm cách đạt được mục đích của mình. Ngày này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này cho thấy với bạn đang gặp được ngày có vận đào hoa vượng phát. Đối với những bạn đang còn độc thân, có thể sẽ nhận được sự quan tâm đến từ một vài đối tượng khác giới. Song với bạn tuổi Tỵ, bạn nên dành thời gian để tiếp tục tìm hiểu và trước khi lựa chọn, bạn cần phải bình tĩnh để cân nhắc thêm chứ không nên vội vàng làm gì bạn tuổi Tỵ nhé. Vài tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, tránh xa những người bạn xấu, đừng quá tin tưởng họ. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, cần phải tìm cách để chứng minh năng lực thay vì tỏ ra nóng nảy. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, bạn dễ bị lừa gạt vì cứ mãi ngây thơ, không rút kinh nghiệm. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, tránh ký kết hợp đồng quan trọng ngày hôm nay. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, duy trì được không khí gia đình rất hòa hợp. Phải đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 19, số 67, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ngọ thứ hai ngày mùng 7 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Ngọ, việc cố gắng dụ bỏ cái lớp mây mù đang che phủ tầm nhìn của bạn trong ngày hôm nay là rất cần thiết khi bạn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Tránh việc bạn bị lạc lối sẽ khiến cho cuộc sống của bạn bị thay đổi. Thế nên trong ngày hôm nay là thời điểm để cho bạn tuổi Ngọ xác định rõ ràng xem mọi thứ tại sao lại như vậy. Bạn cần phải chú ý để tìm ra đáp án cho mình. Trong ngày này, với bạn tuổi Ngọ nhờ có được sự giúp sức của ngũ hành tam hợp, dần Ngọ Tuất phù trợ,
cho nên sẽ giúp cho bạn cải thiện trong cái chuyện tình cảm vợ chồng. Các mối quan hệ gia đình đòi hỏi vô cùng nhiều sự nỗ lực từ cả hai phía trong việc nuôi dưỡng và chăm sóc tình yêu. Và đây là ngày để cho bạn tuổi Ngọ cần phải cùng với người bạn đời của mình nỗ lực nhiều hơn nữa vì một mối quan hệ tốt đẹp. Ngày này, bạn tuổi Ngọ cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, cho thấy sức khỏe của bản mệnh khá tốt. Bạn duy trì được thể lực dẻo dai nhờ vào việc tập luyện kiên trì trong suốt thời gian dài. Và thậm chí trong cái thời dịch giã như thế này, bạn vẫn luôn chăm chỉ tập luyện. Chính vì vậy mà bạn có được sức khỏe bền bỉ để có thể thực hiện tốt công việc của mình. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, bạn là người hiểu chuyện, đánh giá vấn đề sâu sắc. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, đối với những bạn đang còn độc thân, có được cơ hội tìm được đối tượng mới qua mai mối, giới thiệu. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, chớ nên mải mê yêu đương mà sao nhã công việc. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, đừng có quá vui mà nói lời xuồng xả gây mất lòng nhau. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, đường tình duyên có rất nhiều điểm sáng. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 28, số 66, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu hồng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi. Tử vi tuổi Mùi thứ hai ngày mùng 7 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Mùi trong ngày này đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Mùi cần phải nhớ là không nên vội vàng trong ngày hôm nay. Và dường như mọi thứ đang chậm lại và điều đó là hoàn toàn cần thiết. Không phải lúc nào bạn cũng có thể hành động dứt khoát được, bởi ai cũng cần phải có sự nghỉ ngơi chứ. Vì vậy với bạn tuổi Mùi, bạn hãy hiểu rằng không có gì là mãi mãi cả nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Mùi cũng đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Cái điều này làm cho bạn đang có điềm báo, nguồn thu nhập có thể bị hao hụt, thậm chí có nhiều khoản chi trong ngày. Và bạn tuổi Mùi có thể phải dùng tiền để chi cho các hoạt động xã giao không thể nào tránh khỏi được. Và để không rơi vào hoàn cảnh bị cháy túi, túng thiếu thì bạn cần phải lên kế hoạch cụ thể hơn cho các khoản chi tiêu trong ngày. Và xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Mùi, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo, bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai phụ, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Vài tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim đang có nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy nên cân nhắc để sắp xếp thời gian làm việc sao cho hợp tình hợp lý. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, đừng lo chuyện bao đồng mà sao nhã công việc. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, con đường tình duyên có nhiều muộn phiền. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc nên cố gắng cân bằng các phương diện của cuộc sống. Vài đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 17, số 54, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thân thứ hai ngày mùng 7 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thân đó, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Thân đang chịu ảnh hưởng của cục diện lục xung, cho nên bạn tuổi Thân dễ gây mâu thuẫn với người thân trong gia đình, khiến cho mối quan hệ mỗi lúc một căng thẳng hơn. Và thực ra việc bạn muốn giúp cho họ không phải là việc dễ, vì chính bạn cũng đang gặp phải những rắc rối, thế nhưng người ta cũng không chịu hiểu cho bạn. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thân lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này sẽ mang tới cho bạn đang có được những tin vui liên quan tới chuyện tiền bạc,
Có thể với bạn tuổi Thân đang cố gắng làm thêm nghề phụ để tăng thêm thu nhập cho mình. Đối với những ai đang làm những nghề như là kinh doanh, buôn bán, ngành nghề tự do, cũng có thể đang đi đúng hướng, hứa hẹn sẽ tăng thêm thu nhập cho bạn. Ngày này với bạn tuổi Thân cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, cho thấy nhờ việc rút kinh nghiệm từ những sai lầm mà mối quan hệ giữa hai vợ chồng bạn có được sự phát triển tốt đẹp, hai người luôn tôn trọng nhau, thậm chí mỗi ngày tình cảm của hai người lại càng gắn kết hơn. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, con đường tìm kiếm tài lộc của bạn được hanh thông, suôn sẻ. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, chớ có vội tin vào những lời hứa suông của người khác. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, tránh đánh giá vấn đề một cách chủ quan, thiếu cơ sở. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, thà rằng độc thân còn hơn nhắm mắt đưa chân. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, đào hoa vượng đối với những bạn đang còn độc thân. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 36, số 91, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Tý. Tử vi tuổi Dậu thứ hai ngày mùng 7 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ hai này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có chính tài hỗ trợ, cho nên với bạn tuổi Dậu cải thiện được chất lượng công việc để có thể lấy được uy tín từ cấp trên và nâng lương cho mình. Và ngày này đối với những bạn làm trong những lĩnh vực tự do, kinh doanh, buôn bán, hứa hẹn sẽ có được một ngày chốt được khá nhiều đơn hàng, doanh thu nhờ đó mà tăng lên đáng kể cho bạn. Tuy nhiên trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu cũng đang gặp ngày có mộc kim xung khắc. Cái điều này lại không tốt cho các mối quan hệ của bản mệnh trong ngày hôm nay, chỉ vì bạn quá cứng đầu, cố chấp và không chịu tiếp thu ý kiến của những người khác. Và nếu như bạn còn tiếp tục như vậy nữa, thì dần dần mọi người sẽ tìm cách xa lánh bạn mà thôi. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu, ngày hôm nay là ngày mùng 7 tháng 6 năm 2021 và âm lịch là ngày 27 tháng 4 năm Tân Sửu. Ngày này với bạn tuổi Dậu không nên trị bệnh ở vai, do đó bản mệnh cần phải lưu ý tránh tác động lên vị trí này trong ngày hôm nay. Vài tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, công việc được suôn sẻ, không có nhiều điều cần phải lo lắng. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, đối với những bạn đang còn độc thân, buồn rầu vì những mối quan hệ không đi đến đâu. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, được cấp trên tin tưởng và đánh giá cao nhờ tinh thần trách nhiệm của bạn. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, nên tập làm quen dần với lịch trình làm việc bận rộn. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, tính tình nóng nảy dễ khiến cho tình cảm có nhiều trục trặc. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 45, số 88, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ tuổi Thân, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Tuất thứ hai ngày mùng 7 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ hai này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọa Tuất phù trợ, cho nên với bạn tuổi Tuất đang có được sự cảm nhận hạnh phúc hiếm hoi trong ngày hôm nay. Ngày này với bạn tuổi Tuất đó, bạn có nhiều thời gian ở bên người ấy, cùng nhau chia sẻ những ngọt bùi, cho nên với những căng thẳng cũng được hóa giải hơn nữa, và khi hai người hiểu được những khó khăn của nhau thì cũng giải tỏa được rất nhiều căng thẳng do hiểu lầm nhau mà có. Trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh, cái điều này giúp cho bạn tuổi Tuất giải quyết được mọi thứ suôn sẻ hơn. Việc nhìn nhận, đánh giá mọi thứ đôi khi không chỉ đơn thuần bằng đôi mắt mà còn bằng cả khối óc, trái tim nữa.
Và khi bạn tuổi Tuất biết được mình thực sự muốn gì thì mọi lựa chọn của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên á, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Cái điều này cho thấy thời tiết là yếu tố ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của bạn mệnh trong ngày hôm nay. Do đó, bạn đừng có lơ là việc chuẩn bị quần áo, khẩu trang và những món đồ cần thiết trước khi đi ra khỏi nhà để bảo vệ bản thân mình, bạn tuổi Tuất nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, nhân duyên mở rộng đối với những bạn đang còn độc thân, có cơ hội kết duyên vừa ý. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, nhiều việc diễn ra theo đúng như kế hoạch mà bạn đã xây dựng từ trước. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ nhiều người. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, việc thi cử trong ngày hôm nay diễn ra khá thuận lợi. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, đôi lứa gặp nhiều mâu thuẫn do bảo vệ chính kiến của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 17, số 62, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Hợi thứ hai ngày mùng 7 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ hai này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Hợi đang gặp được ngày có ngũ hành lục hợp. Cái điều này làm cho bạn tuổi Hợi đang cảm thấy tự tin hơn khi việc gì bạn cũng có được đồng nghiệp cho tới bạn bè, người thân ủng hộ nhiệt tình. Thậm chí có người còn được cầm tay chỉ việc, chia sẻ những kinh nghiệm xương máu để cho bạn có thể hạn chế tối thiểu những sai lầm có thể xảy ra trong tương lai với mình. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Hợi, bạn lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này sẽ gây ra những sai phạm cho bạn tuổi Hợi trong ngày hôm nay. Nhưng bạn hãy cứ để cho cảm xúc của bản thân dắt dối bạn trong ngày hôm nay đi nhé. Với những nỗi sợ hãi và những điều kỳ vọng có thể tạo ra động lực hơn bất cứ điều gì khác để thúc đẩy bạn, bạn hãy thử làm xem sao. Và ngày này với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày mùng 7 tháng 6 năm 2021, tức là ngày 27 tháng 4 năm Tân Sửu này. Ngày này, bản mệnh cần phải lưu ý là cần phải kiêng kỵ những công việc như là khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà. Vì vậy, bạn cần phải nắm bắt để sắp xếp công việc sao cho hợp lý hơn. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, đào hoa khởi vượng. Đối với những bạn đang còn độc thân, gặp được nhân duyên phù hợp. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, tình yêu mở lối trái tim, mang tới cho bạn có được những niềm hân hoan, hạnh phúc. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, các cặp vợ chồng có những giây phút hạnh phúc, thăng hoa bên nhau. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, hôn nhân bền chặt nhờ biết cách san sẻ gánh nặng với nửa kia. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, biết cách nha khéo léo vận dụng những gì mà mình đang có để vượt qua khó khăn, thử thách. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 18, số 57, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Tý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào gặp lại.